ông thầy chùa này cũng vậy đó, ông chơi đồ bổ không à. Ông Tùng, ông Tùng Vân hả chú? Ông kém ăn ông còn sung là được. Là được đúng đó, tôi nghĩ là đúng đó, phải là không đó. Tôi 70 tuổi tôi nói, chú đừng quay nha, đừng quay cái câu này nha. Dạ. Tôi 70 tuổi vậy cách... chứ tôi cũng còn sung lắm đó. Không có nói thiệt. Dạ. Vậy là cái ông Tùng Vân là tầm bao nhiêu tuổi chú? Ông mà theo cái bà mà em bà đó, mới lên cái thằng gì, thằng gì? Thằng gì đạt đạt á. Thằng Chiến Tấn Đạt gì đó, nó phỏng vấn bà, nó lấy được cái thông tin của bà, bảo là em của ổng. Kiệt Tấn Đạt. À, Kiệt Tấn Đạt đó, nó phỏng vấn bà, nói ổng nói ổng 100 tuổi chứ không phải đâu, ổng nói dốc đó, ổng không có tới cái tuổi đó. Dạ. Ổng nói để cho có số già, để cho người ta phải nói lời đó, ổng nói ra người ta tin. Chứ ổng không tới được. Bà nói vậy. Mà ổng xác nhận là mấy đứa con, thằng Tùng á, cái gì Lê Thanh Minh Tùng vậy đó, là con của ông. Ủa cái bà Tấn Đạt mình phỏng vấn đó là em của ông Tùng Vân. À em không phải là em ruột mà là em họ hả? Em dâu em gì đó. Là cũng ngủ anh ngủ với nhau rồi. Thì chắc đó là làm gì có. Sao kỳ ta. Thôi cái chuyện đó mấy chú không biết tin không chứ tôi tin đó. Tin hoàn toàn tôi đã, tại vì tôi đã gặp như vậy. Con tưởng là quan hệ trong huyết thống là con đẻ ra nó sẽ bị bệnh tật rồi nó không sẽ... Không, không có đâu. Không có luôn. Theo người xưa người ta nói vậy là để cho mình sợ mình đấy. À. Mình thấy nó loạn lưng là để người ta nói có vẻ kịch tính là để cho mình sợ. Dạ. Nhưng dạ. Mà chú mà... Chú có theo dõi thế giới nói về Trung Quốc, thời gian Trung Quốc gọi là nhân giống ra không? Không biết mấy chú còn nhỏ, chú có theo dõi. Đến cái Hội đồng Liên Hiệp Quốc cấm Trung Quốc không được quyền nhân giống. Trung Quốc đưa ra ý kiến là nhân giống, đẻ ra đứa nào thì giống y chang luôn. Dạ. Cả trăm người, ngàn người là đều giống mặt một luôn mà. Gọi là nhân giống ra. Nên thế giới không chịu à, Trung Quốc bởi vì sợ nên mới không làm. Thì thằng trai già này chả chơi cái chiêu rồi. Vâng. Chả ở với vợ già, vợ già đẻ con. Con gái và đẻ con gái. Đẻ con gái cái giả quốc con gái của ổng luôn. Ông của bà vợ luôn. Cái này giờ đẻ chắc, con. Con nghĩ là chắc ở cái cái chùa này chắc lâu lắm rồi. Nên là không được tiếp xúc với người ngoài, nó không biết được cái không tiếp xúc những thông tin gì bên ngoài hết. Ông cố tình ổng làm vậy mà ông không cho tiếp xúc, để chi? Ông nói những cái chuyện trên trời dưới đất không phải nghe. Đó là cái thuyết âm mưu của ông vậy nè. Dạy cho con biết quan hệ với bà. Chú biết cái thông tin là ngày mai quân Mỹ của ngài sẽ xuống đây và dắt theo rất là nhiều quân sĩ cũng như là công an. Trời ơi, ông này thấy ghê quá, tôi sợ luôn. Sao vậy? Không thì mấy chú là lên sớm là để sắp xếp đồ nghề và chuẩn bị những cái gì, những cái gì chú các chú phải làm. Còn bà Hằng ngày mai không biết có mấy giờ tới không biết nhỉ? Không, bà Hằng nói là bà dự đúng rồi. Mấy giờ tới à chú? Bà nói 1 giờ rưỡi. Có khi nào con sợ ngày mai không tới là giờ luôn? Không bao giờ. Nếu bà nói vậy trong này lên tiếng mặt nói là sao? Tối nay bà có live stream không nhỉ? Con từ xa mà chạy lên, ngày mai mà không lên chắc thôi rồi. Nếu... Bây giờ nếu bà không lên là bà là người lớn, bà nói chuyện ra tầm bậy rồi. Bà nói là ngày mai bà sẽ lên, ngày mai phải giếng bà đi thăm. Đi thăm, bà dùng từ đi thăm thầy. Và có quà cho ông thầy. Đi thăm thôi, người ta nói tại vì con bà đã đóng tiền từ thiện vô đây. Cái thằng trai bà đó. Dạ. Con trai con riêng bà Hằng á. Con riêng của bà Hằng với ông Dũng á. Đã đóng tiền, đóng góp tiền từ thiện và cái tiền từ thiện là đã có cái phiếu sao kê đóng tiền và có clip quay luôn. Nên đây là bằng chứng bà Hằng sẽ là dùng cái đó là để quốc trọng này sụm luôn. Đã có đơn thư. Dạ. Cho nó xong. Con bà thư. Bà con bà thì phải bình bả chứ phải thư.
thì ông chết thôi. Chú nghĩ sao khi mà khán giả họ vẫn bên thiền Nam, bên ông Tùng Vân? Sao bên nổi ông, trời ơi, ông cái nói ông vậy là ông đó là lớn hơn chính quyền rồi. Ông đó lớn hơn chính quyền rồi. Chẳng qua là mấy cái người không hiểu biết mới nói như vậy thôi. Mấy người mà dân đó, người ta không hiểu biết rồi. Người ta mới nói như thế.